Chào mừng các bạn đến với bản tin của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang. Và thật là nhanh, chúng ta đã bước qua tháng 9. Trong tháng 8 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang có những gì nổi bật? Sau đây, hãy cùng Thân Thương tổng hợp lại nhé. Mở đầu cho bản tin tháng 8 là tin vui đến từ khoa sản. Mổ cấp cứu thành công trường hợp thai suy và trường hợp bóc tách khối u xơ tử cung kích thước lớn 100x80mm cho sản phụ. Khi đến khám thai định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang, sản phụ được bác sĩ phát hiện có dấu hiệu suy thai khẩn cấp với nhịp đập 80-100 cho một phút dù chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Trước tình trạng này, các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cứu lấy em bé. Sau 5 ngày theo dõi, sức khỏe mẹ và bé đã ổn định và được xuất viện. Cùng với đó, các bác sĩ sản phụ khoa thực hiện đồng thời phẫu thuật lấy thai và bóc u xơ tử cung cho sản phụ có khối nhân xơ tử cung kích thước lớn 100x80mm nằm ngay vị trí cổ tử cung, được xem như vật cản gây khó khăn cho quá trình chuyển dạ. Tiếp nối tin vui đến từ khoa sản là một tin vui đến từ khoa ICU, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cấp cứu thành công ca liệt người do đột quỵ. Khi đang ngồi ăn cháo, cô Tê đột nhiên cảm thấy khó nói, méo miệng, yếu liệt nửa người. Cô Tê được người nhà đưa đến Bệnh viện Tâm trí Nha Trang chỉ trong vòng 10 phút. Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, Costock, quy trình cấp cứu bệnh nhân đột quỵ cấp được kích hoạt. Sau 2 giờ tiêm thuốc, bệnh nhân đã có những dấu hiệu hồi phục. Nhờ việc can thiệp điều trị kịp thời, đội ngũ y bác sĩ đã giúp bệnh nhân xoay chuyển tình trạng một cách ngoạn mục, giúp tránh khỏi việc tàn phế do căn bệnh đột quỵ. Tình trạng nuốt phải dị vật khi ăn diễn ra rất phổ biến và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, trong trường hợp dị vật mắc tại đường tiêu hóa, nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm như là chảy máu, tạo ổ áp xe, thủng trung thất hoặc là làm tổn thương động mạch nếu bị dị vật đâm vào. Trong tháng 8 vừa qua, đơn vị nội soi của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang đã gắp dị vật thành công trường hợp mắc xương cá đa ngạnh có kích thước lớn 2x2cm và trường hợp gắp xương gà có kích thước lớn 2cm. Tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần, lớp học tiền sản và hội thảo bệnh lý luôn đón nhận được nhiều sự quan tâm của bố mẹ. Lớp học tiền sản tháng 8 với chủ đề Nỉ không đau, giảm đau sau mổ dưới sự trình bày dẫn dắt của bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Mạnh Hùng, khoa gây mê hồi sức và bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Thị Thu Hằng, khoa sản phụ khoa. Các mẹ bầu đã được chia sẻ những thông tin quý báu và những bí quyết hữu ích giúp các mẹ bầu hiểu rõ hơn về vấn đề quan trọng liên quan đến quá trình trước và sau khi sinh. Cùng với đó, hội thảo hướng dẫn sơ cứu vết thương cho trẻ em do bác sĩ Hồ Quốc Cường, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang trình bày về cách nhận biết và đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng vết thương thường gặp, hướng dẫn sơ cứu kịp thời đúng cách cho trẻ em khi gặp tai nạn. Sữa mẹ là kho tàng dinh dưỡng cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng của bé yêu, nhằm chung tay xây dựng cộng đồng ủng hộ và khuyến khích nhau nuôi con bằng sữa mẹ. Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang đã thành lập câu lạc bộ nuôi con bằng sữa mẹ. Với tinh thần làm hết sức cho hết mình, chương trình Team Building do Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang tổ chức đã gửi đến toàn thể đại gia đình tâm trí nhiều thông điệp ý nghĩa. Sự kiện đã gắn kết chúng ta sau những giờ phút miệt mài và tận tụy trong nghề y, đồng thời thể hiện sự quan tâm của bệnh viện đối với đời sống và tinh thần của nhân viên. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tháng 8 của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại!